quá thôi. Trước này mình bổ lưới gì hả bác chứ? Gì vậy? Trước này bác chứ nó dày á. Như vậy bác hả sao? Dạ. Đâm nhức chết luôn. Ăn thì rất ngon. Chưa thấy nước đó. Nè bác Chính bấm gai nó hết rồi mới gỡ ra nha. Dạ, gì mình gỡ. Tiêu. Nước lên tiêu với mình rau mình chấm ăn là hấp dẫn dữ lắm. Cái này nó xin chua cũng ngon. Xin chua cũng ngon mà cái gì cũng ngon hết. Dạ, đây là thành quả của hai bác cháu một buổi sáng đi ăn lưới rồi đó nha. Giờ bác đã bác Chính đã gỡ xong hết rồi. Giờ đây là thành quả. Thank you.
kính chào đại gia đình thân yêu nha. Thì hôm nay Út Hiểu lại có mặt tại ghe của anh Cần đó cả nhà. Giờ là nhớ chiếc ghe của anh Cần quá cho nên là phải lặn lội từ An Giang xuống Tiền Giang đó cả nhà. Thì bữa nay xuống thì anh Cần với Út Hiểu sẽ nấu nướng cái món gì đó để cũng như là anh ăn uống trên ghe. Ăn uống trên ghe cho nó thoải mái. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ hai anh em mình đi làm đi. Anh nấu cơm, em chút nữa em nhớ kho cá nha. Dạ, ok. Với ốc luộc. Rồi cả nhà ơi, sáng giờ hồi sáng ba Cần dân được mớ cá sát nè, với Cần đi chợ mua được mớ ốc lát nè, chút nữa Cần luộc xả chấm cơm mẻ đãi Út Hiểu nha. Cá sát thì mình khô khô, lát nữa mình đi hái mớ rau nha Út. Dạ. Giờ Cần nấu cơm. Nấu vừa đủ ăn thôi nha anh. Ừ, nấu cái này ba chén là ăn vừa rồi gạo này nó nở. Cái lu bữa nay em tắm được cái lu thấy cưng quá à. Lu này để đựng gạo chứ đựng bằng cái bọc nó chuột móc. Ngồi em chuẩn bị để em rửa rồi rồi định rửa nồi đi lát một con cá nữa. Ốc luộc bằng bếp củi đi cho nó nhanh. Ốc luộc bếp củi. À cái này mình chấm với cơm mẻ luôn ha. Ờ chấm với cơm mẻ với ớt xả bằm vô với đậu hồng đó. À. Út em đi lâu đâu mà lâu quá em mới về thăm tụi anh đi Út. Em đi làm. Dạ. Em đi làm xa. Tháng mấy hả Út? Chắc cũng tháng mấy rồi đó. Cũng lâu rồi đó. Ừ tháng mấy rồi anh nhớ là. Hình như cái này anh mới mua thêm đúng không? Ừ cái đó mới mua thêm á. Cái cưng đó đó. Em vô gạo. Anh Cần ơi, ốc này mình luộc xả luôn hả anh Cần? Ừ cái này luộc xả chút nữa mình làm cơm mẻ ngon lành cái bắt đầu mình chấm mình ăn. Con ốc này gọi là con ốc gì? Con ốc lát. Ốc lát hả? Ừ, ốc bự lắm, ốc này gắt bếp á. Ốc này gắt bếp đủ nu luôn á. Ừ, ngày xưa mình gắt bếp trên khối mình nấu bếp gì nè, mình gắt trên khối nó mập. Ủa cái này nó sống nhờ khói được ha anh? Ừ, nó sống nhờ khói. Ủa em tưởng nó sống như nước chứ. Trời nó ăn khói nó ú mà nó trắng tươi luôn. Nó ăn khói hả? Ừ. Nó hử hơi khói chứ mới là ăn nữa. Mới biết. Ốc nhìn to quá ha. Ừ nè, có cái con bự này chị Tư. Ừ hơn tay em. Cá nó chín dần sáng cũng ngon quá nè. Đúng rồi, cá này hồi sáng nó ngoe ngoe luôn đó. Ôi đám mưa này to lắm cả nhà ơi. Nè đủ hộp rồi. Quá trời cái đám mưa. Này hôm nay Út qua thăm anh Cần, ông trời ông cảm động, ông thương quá, ông nhỏ lệ. Khóc luôn rồi. Chắc ông buồn, ông cảm động, khóc rồi đó. Chắc khóc nguyên ngày quá trời luôn kìa. Cái đó ngoài... sống ngoài không, đó. Ngoài sống... em thấy chống chân mà anh. Ở ngoài đó sống dữ lắm, sống kìa. Sông lớn sống dữ lắm. Đó, ngoài đó. Anh nấu cơm này nắp lên nè. Nè, ngoài kia em nè. Nè, cái nắp nè. Điện hồi hồi, hồi khói là cơm khói luôn á. Giống như ốc cũng thử khói nè. Cả nhà ơi, Cần nấu cơm chín rồi. Út Hiểu kho cá sát đi. Cần chút luộc ốc nha. Hết rồi, tạnh mưa rồi. Nãy quá trời mưa luôn, giờ tạnh. Em thấy nãy nó mưa lớn. Ừ.
mà cuối cùng cũng tạm. Cái này nên quên đem rồi nhắc đúng không? À, nhắc bỏ rồi. Này là Út Hiếu đang thắng màu. Tại trên đây em cần không có thấy những màu. Anh đi em thắng được rồi. Đem mà còn... em thấy thắng thì nó ngon hơn á. Ờ, nó vàng hơn. Mình ướp cái kia nó không thấm vô cá bằng cái này. Cái đó cái em thắng xong cái rồi em bỏ cá vô cái em lăn sơ cái gì rồi. Mấy cá này cũng ngon quá nè. Đợt rồi có ông, đợt rồi có ông anh ở Sài Gòn gì ông trải nghiệm đó, ông văn cá này trời ơi, ông ăn em thấy quá trời ngon luôn, tuyệt vời luôn. Cá này. Ủa, cái cá khói dữ rồi. Em về được mấy hôm không? Em về chắc được 3-4 hôm gì đó. Thì em đi. Em đi nữa không? Dạ đúng rồi. Không có cọng dây nào đó không cần? Không, tính buộc lại mà không có. Khoan. Tắt bởi biếu đi đẹp. Để em thôi. Phóng xong hết. Đổ đổ vô vô. Để nó cắt ra hết. Xào biếu. Xào qua nhiều lại để nó cắt ra cá. Nhiều cái chảo này nhỏ đúng không? Được rồi. Ủa cái này chắc cũng nửa ký á. Cổ nhà nó đây. Cơm chín chưa anh Cần? Chín rồi. Giờ đợi em kho cá rồi xong anh luộc ốc là okay. Lên nhập tiệc. Cơm chín rồi nè. Bữa nay mình ăn cơm luôn á hả anh Cần? Ờ, cũng cần muốn nhậu thì có bụ trời dứt luôn. Ghét rồi cả nhà. Anh em xuống chừng tháng trời anh cầm chai rượu em cầm dĩa bò. Ghét rồi chắc cả nhà bên anh nói là mình thành bọn nhậu á. Cậy đâu gì đâu em ơi, uống mấy ly đâu. Mà thật sự ra thì bình thường em rất là ít nhậu luôn. Mà em nhậu ít lít không hen. Ít lít là sao? Là lít đó, tính lít đó. No, không có. Cậy đi Út ơi, mình làm này ghiền ngủ cũng được không sao cơ. Ghiền ngủ nhưng mà không, nhưng nhiều khi á tái cử. Gung tay gung chân làm ăn gì cũng được á. Nhiều khi tái cử uống rồi khỏi cần để ghiền đúng không? Đúng rồi. Nhiều khi là tái cử là uống rồi đâu cần ghiền đâu. Tư mình chờ hai người đó nấu cơm kho cá đoạn cho Tư hát nha Tư. Dạ rồi. Yeah.
Anh ốc của anh chừng nào mới chín anh cần? Chút nữa anh luộc chừng 15 phút nữa chín rồi. Em xong rồi đó nha. Rồi, cắt đi lên nữa ok rồi. Ủa, hiểu khó chảo cá nhìn màu đẹp quá ha. Cái này em tới hôm qua giết ăn tao hôm qua cũng đói bụng rồi. Chiều nay mình đi kiếm đặt 12 cái ngục coi, kiếm cá, kiếm tôm, kiếm này kiếm kia. Dạ. Ốc gần chín chưa anh? Chút nữa chín, nửa tiếng nữa chín rồi, nó đang sôi nè. Em chút nữa anh làm xong anh làm cái chén cơm mẻ con mình. Dạ, là mình chấm cơm mẻ anh. Mình làm sao anh? Thì mình bỏ cơm mẻ vô xả với ớt với một tí nước mắm. Dạ. Xong rồi mình tí đậu phộng mình gắt lên cơm mẻ, mình trộn vô nó đều cho nó kéo lại. Dạ. Chấm ốc ăn ngon. Nãy nghe tả mà em thấy thèm. Nghe tả mà em thấy ngon đó. Anh thấy mớ rau lục bình sắc ăn nó ngon. Cái này về chấm với cá kho luôn hả? Chấm với cá kho luôn. Ăn sống luôn hả vậy? Ăn sống ngon lắm. Nó bút ngọt lắm anh. Đó anh tưởng nướng không? Nướng làm sao? Em cũng mới biết nè, anh Trần nói em mới biết đó. Trà này mình mua nhiều mình để qua ngày được hả anh? Ờ được, để qua ngày được. Không héo nha. Không. Cái dao hay lục. Hồi sáng anh mua cà, bà kia hỏi sao con làm gì mua trái cà dài dữ cũng như nó cự hoài. Không mà mình mua cà mình lựa trái suông gì nè nó ngon. Đúng rồi. Nhiều khi lựa trái cù nèo khó lắm. Cái cù nèo nó hay bị sâu nữa. Không mà cà này ngon mà. Anh đang làm gì vậy anh Cầm? Hả? Đang rửa dao. Rửa dao cho sạch. Bỏ vô nón lá được không? Hy sinh đi. Rốt dễ thương quá trời luôn các bạn ơi. Cái ngó nó càng nhỏ ăn nó càng ngon. Nó ngọt lắm. Rồi em bỏ cái này. Ở đây ăn không biết chừng nào hết. Cái này em thấy người ta cũng có cắt nè. Người ta cắt, người ta bán, người ta đun ba cái đâu bị dở vậy mình nữa. Trời đừng vậy, đẹp lắm á. Có cái chị kia chỉ nói là tôi muốn khóc luôn cô Út. Cô nói cô Út về sao chịu sống cảnh này. Cô Út. Cô Út phải đi gì chạy Lamborghini. Chiếc xe. Trời ơi, em thấy là cuộc sống bình thường thì dễ sống các bạn. Tham chi vào xe cú quý mình đi. Thiệt không ạ? À? Thiệt. Đừng gạt tôi nha. Có gạt cái đâu, có để thương mà. Cuộc sống gì dễ sống với lại thoải mái. Còn em thấy nhà giàu quá, kính tổng cao tường mệt lắm anh ơi. Vậy nè, mình thoải mái mà vui. Đúng rồi. Còn mình nó thư giãn đầu óc rồi, nó không có mà gò bó. Ta nói câu gì thà trong sống trên chiếc thuyền nhỏ mà đầy tiếng cười còn hơn sống trong lâu đài đầy nước mắt hả cô? Gì thà khóc thường em nghe câu ta nói thà khóc trên xe máy gì nhưng mà không khóc trên xe hơi gì đó. Thà cười trên xe máy còn hơn khóc hơn trên xe hơi hả? Ờ đúng rồi. Cái này là thà cười trên xe ghe mục. Còn hơn trên chiếc ô tô. Khóc trên chiếc ô tô hả? Cái gì lên bồ đi đi gì đó. Ớt, chứ một tí đường, một tí nước mắm. Cái này không nói không? Cà mẻ phải làm sạch vậy, nó mới ngon. Ốc, ốc phải làm sạch vậy. Bây giờ em chưa ăn chắc cà mẻ thôi. Hai nắp. Ủa, hai nắp. Cái gì vậy đó, nó đủ. Ít quá nói chua không cần. Thank you.
Dạ cả nhà ơi, hồi nãy giờ hai anh em Út Hiểu cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Út Hiểu đã kho cá được cháo cá này, còn anh Cần thì luộc ốc chấm với cơm mẻ cả nhà. Bây giờ hai anh em Út Hiểu nhập tiệc nha. Mời đại gia đình thân yêu cùng dùng với hai anh em. Rồi xin mời cả nhà gia đình ăn cơm nha. À cái này là bia thắng kèm. Bia uống tráng miệng, mừng ngày mình gặp lại. Trời ơi. Đây anh. Ngon quá ha. Mà cái này nó vẫn còn chua hay sao á? Không, không kệ nó. Cơm mẻ là nó hơi chua chua. Mà chấm gì? Dưới ốc là ăn nó vừa. Bưng không ăn. Đâu đâu chua không? Rồi. Ăn thử. Cần xin mời cả nhà gia đình ăn nha. Út Hiểu mời cả gia đình hai bên. Ăn thử cá Út Hiểu kho từ ăn vàng xuống kho cá rồi càng ăn. Lặn lội đường xá xa xôi. Ừ, tuyệt vời. Con cá này nó ngon quá ha. Béo lắm. Cái em thấy ăn chuối luôn, chuối ghé, chuối ghé, chuối dạ. Thì lúc mình ăn mấy cái món ngon sơn hào hải vị nhiều khi nó cũng không có ngon bằng cái này. Chấm nóng ăn cũng ngon lắm. Anh đúng rồi, mắm cá chốt mềm, mắm cá chốt mắm sống á, cũng ngon lắm. Em không biết ăn mắm sống, em chỉ biết ăn mắm chưng thôi. Mắm chưng hả? Thôi đúng rồi, thôi đi, mừng ngày anh em mình gặp lại nghe, cũng tháng mấy rồi cả nhà ơi. Này Út Hiểu xuống trời mưa đổ mưa luôn rồi. Rồi cần xin mời cả nhà nha. Út xin Hiểu xin mời cả nhà hai bên. Vô. Vô. Mừng ngày gặp lại. Không ngày tôi Vinh cần khóc hết nước mắt cũng mới chịu xuống bạn ơi. Nhắc nhảy mũ quá trời. Vài bữa mà em đi chắc hai anh khóc tiếp. Út nè, em mang ngon khóc. Nè có cái cây ghim nè. Này ốc lát. Mà mình ăn cái con này mình có cần bỏ cái gì không? Không không, cái này ốc lát đâu cần bỏ gì. Cơ mẹ em chấm cho nó thấm con ốc. Rồi cần xin mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Ừ, béo. Ừ. Béo. Con ốc nó ngọt thấy ghê đúng không? Ừ. Đậu hộng nữa, cơ mẹ hả? Con dừa. Mà con ốc mẹ sạch này luộc. Cái này đúng ra mình cho nó mình bỏ sữa vô cho nó uống sữa, mình ăn nó béo còn dữ hơn cái này nữa. Mình tự nhiên thì ngon hơn. Ốc này ngày xưa nhà anh gác bếp ăn á, ba mẹ anh gác bếp. Hình như ốc này nướng còn ngon hơn anh. Đúng rồi. Còn nhìn mời cả nhà nha. Gác bếp ăn hồi khói không? Không. Gác nó khoảng 5 tháng, 3 4 tháng gì nó còn nó có khói là nó càng mặt con ốc. Ăn nó ngon lắm. Cái loại này gác bếp là ăn du lịch luôn. Mình với xuồng biết mình làm gác bếp được không ta? Không được. Không được quá. Mình ở trong nhà mới làm được. Nó trống quá ha. Ừ. Ở trên nhà, mình để gác bếp nó hử khói nó mập lắm. Ngon quá chừng luôn, con cá này ngọt ghê luôn anh. Nó béo. Ừ, hôm bữa ông anh ở trên Sài Gòn ông gì ông trải nghiệm đó, anh văng dính nù nù luôn em. Bữa anh văng dính khoảng mấy ký? Mấy ký, còn ăn 3-4 ký. Tại vì nó đi trúng nước á. Trúng nước ngay luồng cá đi, lục bình nè. Lục bình chấm dưới này ăn hết chảy luôn. Cá này nó mỡ ha, nó ra mỡ nhiều quá, để đậu để dầu nhiều lắm. Đúng rồi. Ngon mỡ mà. Vô mà. Trời ơi, nắng nhanh quá. Cho. Mời xin mời cả nhà gia đình em nha. Bới nha. Còn hũ gụ nữa nè. Hũ gụ đó to rồi. Gụ xăm. Ốc này nó mập gì đâu á. Không, tôi không thích uống bia nhiều á. Tôi thích uống gụ. Gụ nó không có no ha. Gụ nó không có no á. Tôi thích uống chừng khoảng chừng. Xin mời cả nhà nha. Ốc lát luộc xả chấm cơm mẻ. Muốn chừng 10 ly gụ á cái Út. Em uống vô chừng 2 lon bia à. Nhức đầu đã lắm. Em tưởng nên nói gì đặc biệt. Tưởng thôi có gì mới lạ. Ai về nói vô nhức đầu thì cái đó uống vô là phải nhức chứ. Uống nó gầu quay. Công nhận để đậu phộng vô nó thơm á. Mời cả nhà. Này nhớ cái ghe là đi phải phi từ An Giang xuống đây á. Em ăn thử cộng một bình chấm đi Út. Chấm vô ngon. Chấm vô.
mời cả nhà. Không, mình với anh cần biết chỗ cô Út ở rồi các bạn ơi. Cô Út không xuống thì mình lên nha. Cá Út kho khéo tài á, nó còn nguyên con nè. Ớ, cần nhìn mời cả nhà nha. Vừa ăn không anh? Vừa ăn. Hơi mặn tí mà ngon. Mặn mặn gì mà ngon. Ừ, mặn mới được. Anh thấy hơi mặn mặn. Tối qua sáng giờ đói bụng quá. Để coi chiều chiều mình đi đặt 12 cái cửa một nha. Kiếm cá bóng cái này cái kia rồi đó. Chút nữa nước gầm mình đặt mới được. Nước giờ lớn lắm. Lớn lắm mình đặt không được. Thường là cá bóng gì anh? Cá bóng cát nè, rồi cá bóng đen, rồi tép, rồi tôm nữa. Đủ nước hết trơn á. Hình như đặt cửa ngục này cũng dính tôm nữa ha. Ừ. Thấy ham quá. 12 cửa ngục á. Cho anh em xong nhỏ xíu rồi đâu có đặt được. Ừ. Cho anh em nó không có, còn ở đây anh xong này nó đủ hướng đổ vô đây hết chứ, cho nên tôm cá nó dồn nhiều nhiều lắm. Ôi, ngon. Công nhận chấm với này ngon ha. Cái nồi này nè mình coi ăn ngon lắm. Em nhắc xuống biết bao lâu mở còn thôi nữa. Dạ cả nhà ơi, hồi nãy giờ hai anh em của Út Hiểu cũng đã dùng cơm xong hết rồi. Clip của hai anh em Út Hiểu đến đây là tạm dừng. Cả nhà có yêu mến Út Hiểu thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mấy anh em Út Hiểu ra nhiều clip hay hơn nha. Và xin chào cả nhà.